Dăm ba con dĩn này. Thế cho nó nhanh. Làm nhảy không nhở? Nhảy anh ơi, đi làm đừng có thích nhảy anh ơi. Nhảy mấy đứa. Làm nhảy đi, tầm này làm nhảy đi. Anh nhà ở đâu thế? Poppy bú đỏ. Cao cao quán quân. Kỳ lên tới... Bắn đi. Bắn. Đó, phải câu cho thằng bạn mình được cái đạo trích chứ. Làm nào cho da nó hết khô nhở? Chết, nhiều khi lo lắng. Từ sau khi bị bệnh gan đến bây giờ là da nó cứ khô nứt nẻ ra. Sao đâu anh, trời này bị mà. Cảnh cỡ lột da ấy, em bị. Má, thằng nào bây giờ cũng rồng. Thằng nào bây giờ cũng làm tí đi. Cái con rồng mới ấy là có chiêu gì anh? Con rồng mới là cái chiêu dạng như kiểu ơi, tiếp hiểu sao tốc biến, máu thì còn nhiều vẫn tốc biến. Trời ạ, thế lấy cái gì đánh nhau bây giờ? Thì cả mình mà nhanh tay mình đẩy nó về thì chết cụ mày rồi. Chậm quá. Đâm vào đây. Má, thằng kia nhát chết thế, đâm vào. Tí mẹ mình đánh nhờn quá. Chết quả nhảm nhí thật. Ra đằng giữa làm tí nhỉ. Hết spell rồi em. Ra để mẹ hít nhẹ cấp 3 cái, đánh chết mẹ đi. 32. Đánh quá đi, sợ đéo với bố con thằng nào. Chưa bao giờ biết sợ bố con thằng nào hết. Mày chơi chết con mẹ luôn cho tao, đây này. Thích đi chơi. Làm bài con dĩn này. Thế cho nó nhanh. Một khi đánh cẩn thận thì nó sẽ khác. Trong những cái bối cảnh mà gặp ông AD nó Sida thì đấy, lời khuyên của tôi là nên roam. Mà quả đấy thằng Yasuo đánh mất dậy. Nó không biết là bên tôi có 3 thằng. Nó nghĩ là có một mình tôi thôi, là thằng rừng là đủ. Thế tôi là tôi đi qua cái xác chết của con cua đấy chứ. Nó nhìn thấy đấy chứ. Nó biết thừa tôi ra nhưng mà nó tinh tướng. Tôi cao gái, anh đã quên. Mèo. Nhìn thấy rồi. Tốc biến hay quá. Ôi, thế lại mừng quá đi về. Cover anh này, anh phá mắt anh dụ ra đánh nhau này. Dành con. Chết mẹ chúng mày đi này. Gà vãi lìn. Hi hi. Thỉnh thoảng chơi phải chửi bới cho nó lên tinh thần anh em ạ. Tôi đã lừa được nó sướng quá. Ra giết thằng này luôn không? Còn ngươi spell. Nói. Nó thì kệ mẹ chứ. Thích thì chơi. Slow lại. Thì mẹ với tao thì nó còn 10 spell thì nó cũng chết thôi chứ. AD kém quá. Ôi dồi ôi, ai làm gì?
Ai làm cái gì mà đã dãy nảy hết cả lên rồi. Phải đi gạt thực sự ấy. Thực sự à? Nó gà vãi cả đái ra thực sự cái đéo gì. Bổ nó đi người anh em. Đéo con mana mà chơi, ức thật. Ma rồi cần một ông AD 6 đi à. Thôi 5 rưỡi cũng được. Ma rồi không cần một ông AD mẹ 2 trừ này. Làm gì lát là đánh thì thiếu sức sáng tạo vãi lìn. Anh khỏe vãi lìn luôn anh thề. Nhưng mà anh cứ lo là mỗi lần anh ram là y rằng AD nó chết, chết thật. Vẫn nhờn. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Hộ gái vào đây, hộ gái. Ui, anh em Garen đánh ấy hơi nhờn rồi. Tuổi lìn thế cho nó nhanh. Tuổi gì em giết AD của anh đâu có đơn giản. Nhờn nhờn đi lại lượn 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 lượn. Thằng nào thằng Yasuo lên đây mày chạm vào người đang AD của tao xem tao có giết mày không. Mặc dù đánh kém thật nhưng mà chỉ có tao mới được quyền chê nó và giết nó thôi nha. Mấy con dĩn này. QTV còn chơi không á? Đấy lại một câu hỏi nó tối nghĩa thế. Vấn đề là anh hay là bạn hỏi là QTV chơi cái gì? Chơi bóng cười hay là chơi cỏ, chơi cần hay là chơi cái gì đi? Hỏi chung chung thế khó trả lời lắm bạn ơi, anh ơi. Nếu như anh hỏi là QTV còn chơi game Liên Minh không thì tôi nghĩ là chắc còn. Hôm nọ là vừa có cái showmatch hay còn gì nữa. Hay không? Mọc đít luôn này, ra mày ra đây với tao, ra đây, ra đây, ra đây. Thế cho nó nhanh. Nửa thượt làm cái gì? Đây, vui thôi nha, đừng có đâm sâu quá nha. Ôi chưa, hết đuổi chưa? Hết rồi đúng không? Gì đây anh em làm cái éo ở trong cái đống trụ đấy. Đại trụ à, hài quá. Vui thôi, quả đấy ăn xong con át là xong rồi. Sứ mệnh hoàn thành rồi thì té thôi. Trời. Hài không kìa. Đừng cho nó về em ơi, đừng cho thằng nào về. Anh đến thôi, anh đến đây, anh đến thôi. Thấy đéo nó ra mà về. Ra đi. Đi đâu? Thế cho nó nhanh. Hay. Hay không? Hay không? AD không được chơi là vui rồi. Đây, đây, để tao. Ôi, mẹ đâu ra làm đam thế? Giết. Tốt. Nhưng mà lại không tốt rồi.
đánh nhau trong trụ là hết vui rồi. Ui tục biến kìa. Anh An ơi, đến Việt Nam mà có trang cá cược eSports về môn Liên Minh để cho Riot biết được. Biết được cái nó cái đấy thì biết được thì kệ người ta chứ. Làm sao mà tôi biết được, Riot biết được thì có làm sao hay không? Cái đấy làm sao mà cấm cản được? Tôi đố các bạn cấm cản được cái vụ cá độ đấy. Nhưng bây giờ ở tất nhiên nó là phạm pháp, ok chắc chắn. Nhưng mà bây giờ nó cứ bày ra thì ai làm gì được? Các trận đấu thì vẫn phải thi đấu đúng không? Còn bọn nó cá nhau thì bọn nó cứ cá rồi ai mà cản được chúng nó? Mày nghĩ bố mày phải xoắn mày à? Như nào? Vào đây làm tí. Thiêu đốt chưa? Ô, chưa thiêu đốt này. What the fuck? Ông Garen này bị. Quả đấy tôi không thiêu đốt đấy, quả đấy thiêu đốt là chết rồi. Tối qua hỏi anh An bán cốt bộ pack Jack giá 1 triệu chuyển tiền Vietcombank cho anh bị block inbox luôn. What the fuck? À, từ khi nào mà tôi đi bán cả cốt skin thế nhở? À, hay thật. Hay. Xong bây giờ cứ mỗi một ngày khoảng tầm 50 ông lên nói với tôi là tôi bán cốt xong tôi bùng tiền xong mà đến đòi tôi thì cứ mặt toang à. Bây giờ cái việc mà các bạn các bố trẻ giao dịch trên mạng thì các bạn phải có trách nhiệm với cái giao dịch đấy chứ. Bị thằng nào nó lừa thì phải chịu chứ. Chứ bây giờ nhiều bạn nói An lừa đảo. Chứ bây giờ tôi hỏi các ông nhá, mấy thằng anti fan mỗi một thằng lốc 10 cái ác vào nói tôi lừa đảo, thế là Thanh tôi lừa đảo cái gì đúng không? Cứ mỗi một thằng anti fan nó lốc 10 cái ác clone vào nó bảo tôi lừa đảo là Thanh, tôi là thành thằng lừa đảo cái gì? Ok. Vậy thì là thằng lừa đảo đi. Đi về cuộc sống mà dễ thế thì tôi nói thật với các bạn, nó cũng chả còn trắng đen gì nữa cả, công an rồi pháp luật nó cũng chả có giá trị gì à. Tào lao bí đao.